người thành đạt, một căn hộ sang trọng không chỉ là sự khẳng định thành công sự nghiệp và phong cách sống đẳng cấp, mà còn là một món quà và một lời đảm bảo về tương lai hoàn hảo cho những người thân yêu. Căn hộ 3 đến 4 phòng ngủ, nơi cả nhà thoải mái, hưởng thụ không gian sống rộng rãi, nơi ông bà và người thân có thể ghé thăm dài ngày, chính là viễn cảnh hoàn hảo mà những gia đình thượng lưu đang tìm kiếm. Mang sứ mệnh kiến tạo phong cách sống đẳng cấp mới, Vinhomes Metropolis 29 Liễu Giai Hà Nội tiên phong trong thiết kế tinh tế, thời thượng, xây dựng tổ ấm vững bền cho các công dân tương lai. Một căn hộ đẳng cấp thể hiện qua sự đầu tư vào từng chi tiết như một tổ ấm thực sự là khi có bàn tay của người phụ nữ, có dấu ấn riêng của chủ nhân, thể hiện sự yêu thương, tâm huyết cho tổ ấm mới mà mình sẽ gắn bó. Trong thời gian từ ngày 5 tháng 1 năm 2017 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2017, Vinhomes Metropolis trao cho cư dân tương lai của mình cơ hội thỏa sức sáng tạo với các căn hộ từ 3 đến 4 phòng ngủ được bàn giao bán hoàn thiện, đồng thời dành tặng những quà ưu đãi hấp dẫn. Tặng ngay gói hoàn thiện nội thất lên tới 400 triệu đồng, hỗ trợ vay 65% không lãi suất trong suốt 24 tháng đến ngày 31 tháng 1 năm 2019, tặng 10 năm phí dịch vụ, 3 năm phí đỗ xe. Đặc biệt, nhân dịp đón lộc vàng năm mới, Vinhomes Metropolis còn tặng các khách hàng chuyến du lịch châu Âu cho 2 người trị giá 200 triệu đồng. Như vậy, khi sở hữu một căn hộ 3 hoặc 4 phòng ngủ tại Vinhomes Metropolis, khách hàng đã được tặng ngay gói quà tặng trị giá khoảng 900 triệu đồng, chưa kể khoản lãi suất được hỗ trợ khi vay 65% giá trị căn hộ trong suốt 2 năm. Thử phân tích, với chính sách ưu đãi đặc biệt nói trên, thì khi mua một căn hộ Vinhomes Metropolis, khách hàng sẽ được ưu đãi và hưởng lợi cụ thể như thế nào? Chẳng hạn, tòa M2 căn 12A có diện tích 91,6m2, nằm trong danh sách căn hộ hoàn thiện một phần, có giá trung bình khoảng 8,6 tỷ. Khách hàng mua căn hộ sẽ được tặng chuyến du lịch châu Âu trị giá 200 triệu đồng hoặc được hỗ trợ tương ứng 200 triệu đồng vào giá trị căn hộ trước VAT và kinh phí bảo trì nếu không nhận chuyến du lịch châu Âu 200 triệu đồng. Khách hàng mua căn hộ thuộc danh sách căn hộ bán hoàn thiện và nhận bán hoàn thiện không bao gồm bếp hút mùi, tủ bếp và hệ thống tủ âm tường. Khách hàng sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ 3 triệu đồng 1 mét vuông thông thủy trước VAT, tương ứng 274,8 triệu đồng. Khách hàng được tặng 10 năm phí dịch vụ hoặc được hỗ trợ tương ứng 1,6 triệu đồng 1 mét vuông thông thủy trước VAT, tức là 146,5 triệu đồng. Khách hàng được tặng gói dịch vụ đỗ xe 3 năm hoặc được hỗ trợ tương ứng 45 triệu đồng. Tổng giá trị khách hàng được hỗ trợ lên tới 666 triệu đồng. Khách hàng được vay lên tới 70% giá trị căn hộ, bao gồm VAT, trong đó chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% cho 65% giá trị căn hộ, bao gồm VAT trong vòng trọn vẹn 24 tháng và giải ngân không muộn hơn ngày 30 tháng 1 năm 2019. Đó là chưa kể phần lợi nhuận sinh lời nếu khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng. Như vậy, khách hàng mua căn hộ trị giá 8,6 tỷ đồng chỉ với 2,4 tỷ đồng. Làm nên thương hiệu bất động sản hàng đầu, Vinhomes Metropolis không chỉ là chất lượng công trình hoàn hảo mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc của chủ đầu tư với những cư dân tương lai. Hãy cùng Vinhomes Metropolis kiến tạo tương lai hoàn mỹ cho bạn và gia đình. Hãy trở thành nhà đầu tư thông minh cùng Vinhomes Metropolis.